Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em nào mà chưa biết cách lựa chọn linh thú này, tinh quái, thần thông cho môn phái liên bạn anh em nhé. Đến thời điểm hiện tại thì có rất nhiều cái phiên bản của môn phái liên kích, nào là liên kích đi kết hợp với cả choáng, liên kích kết hợp với cả phản công. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy liên kích kết hợp với bạo kích là ngon lành cái đạo nhất, bởi vì môn phái liên kích bạo kích thì chủ yếu là chúng ta mang đi đánh boss, tức là đi đánh cái con dị thú xâm lược này thôi. Còn nếu như anh em mang môn phái liên kích choáng hoặc là liên kích phản công mà đi đấu pháp ấy anh em ạ, thì chắc chắn là anh em phải nạp thật nhiều vào, chứ không thì không ăn được người ta đâu. Nếu như chỉ cần bạn nào đó build full né hoặc là full choáng thì dã cho anh em to đầu luôn. Thế cho nên anh em cứ build full liên bạo cho mình, đi dị thú xâm lược cho được top cao để có thể là build linh thú cho nó khỏe. À thế thì bây giờ nó lại xảy ra một cái vấn đề có nhiều anh em cũng hỏi mình, đó chính là thì trong hai cái chỉ số liên kích với cả bạo kích thì chúng ta nên thiên về cái nào hơn? Mình thì mình thích thiên về bạo kích hơn anh em ạ. Bởi vì thiên về bạo kích hơn thì cái tỷ lệ xuất hiện bạo kích nó nhiều, kết hợp với cả cách build thần thông tinh quái của mình sau đây ấy, nó sẽ giúp cho anh em có một lượng đam khổng lồ luôn. Thế thì đầu tiên về linh thú đi. Cái môn phái liên kích bạo kích này thì chúng ta nên lựa chọn em linh thú là ong già đối với em linh thú lam chơi ở giai đoạn đầu. Còn về lâu về dài thì chúng ta cố gắng sở hữu được em thanh long là quá tuyệt vời anh em nhé. Nếu như anh em nào nạp gắt ở giai đoạn đầu thì có thể chơi thanh long ngay tự động được, bởi vì là em này nó sẽ rất là đa dụng, phù hợp với mọi thể loại đội hình luôn. Tại sao mình lại không khuyến khích anh em chơi con bạch hổ? Bởi vì con bạch hổ này nó bắt buộc là phải chơi theo cái hệ là liên kích và phản công thì mới tối ưu hóa được sức mạnh của em nó. Và mình nhận thấy là em pet thanh long này nó sẽ cực kỳ hữu ích, bởi vì đến ngày 33 nó sẽ phát huy cái tác dụng, đó chính là nó phù hợp với mọi thể loại đội hình. Choáng nó cũng đi được, né nó cũng đi được, mà liên kích bạo kích nó cũng đi được. Thế là có thể sắp xếp cả ba đội hình thì nó rất là sướng. Chứ còn bạch hổ mà đi về né hay là đi về choáng thì nó lại không ngon anh em. Cái thứ hai là về tinh quái, cái này cũng rất quan trọng nha anh em. Để có thể tối ưu hóa được sức sát thương thì có hai em tinh quái sau đây anh em chắc chắn là phải có này. Thứ nhất là em bảo khí các chủ, em này thì rất dễ kiếm rồi, nó chỉ có phẩm tím thôi. Thế cho nên anh em build rất là dễ luôn. Sau khi bạo kích tăng 28% công của bản thân thì cái tỷ lệ bạo kích của anh em lấy cao hơn một chút là vì thế đấy. Nổ bạo kích một cái thì sẽ kích hoạt được cái em bảo khí các chủ này lên, và những lần đánh liên kích tiếp theo công tăng 28% thì chả khác gì là thêm vài lần bạo kích nữa cả. Kết hợp với em tinh quái thứ hai bắt buộc phải có trong môn phái liên bạo, đó chính là em quỷ tướng. Sát thương gây cho địch có HP trên 60% tăng 32%. Bởi vì là trong cái phần dị thú xâm lược này ấy, thì cái con boss này nó thanh máu nó dài vãi cả nồi luôn. Thì cái khoảng thời gian máu nó trên 60% là lâu lắm, nên là thành ra sát thương của mình gây được nhiều anh em ạ. Tiếc là mình chưa có được em quỷ tướng này, nếu như mình có em này vào chắc chắn là trong cái phần dị thú xâm lược của mình sẽ phải ngon ngay. Mặc dù là chưa có em quỷ tướng, ngày hôm qua sau khi mới build liên bạo theo cái hướng như thế này, mình đã đứng bài xếp hạng thứ tư rồi. Mình tin là nếu như có em quỷ tướng thì mình hoàn toàn có thể đứng top 3 được anh em nhé. Còn em tinh quái thứ ba thì nếu như mà cái chỉ số bạo kích của anh em chưa đủ 200% ấy, thì anh em hoàn toàn có thể là chơi Đại Minh Vương để có thể có thêm cái tỷ lệ bạo kích. Nhưng nếu anh em đã build được cái bạo kích trên 200% giống như mình đây rồi ấy, thì anh em có thể bỏ em Đại Minh Vương này đi nhá. Và lựa chọn vào đây cho mình là em Kim Ngư Vương. Em này thì ngay từ hiệp 1 là đã nhận thêm 18% sát thương bạo nha anh em. Tức là khi nổ bạo kích ấy, thì cái tăng thêm 18% sát thương nữa. Ví dụ như đánh thường của mình là 100.000, đánh bạo kích của mình là 200.000. Thì khi mà trang bị em Kim Ngư Vương này vào phát là thì cái sát thương bạo nó sẽ nổ lên là 236.000. Còn nếu như anh em bị thiếu cái chỉ số liên kích ạ, thì anh em có thể gắn em Đào Ngột này vào, để ngay từ hiệp đầu tiên là chúng ta đã có thêm 24% liên kích nữa. Tiếp theo về huyết mạch thiên tiên thì cái này đơn giản thôi. Anh em cứ all in vào đây cho mình là cái thanh long anh em nhá. Thanh long thì nó ngon hơn cái đằng xà. Cái đằng xà thì ngay từ hiệp đầu là chúng ta có thể tăng được 50% xác suất liên kích đấy. Nhưng về sau thì trang bị của chúng ta những cái phần trăm này nó cũng rất ngon rồi. Đặc biệt là đi đánh bọn dị thú xâm lược đấy thì cái chỉ số kháng của nó cũng ít thôi. Thế cho nên là chúng ta sẽ nổ liên kích bạo kích liên tọi mà. Thế cho nên là xài cái thanh long này là hợp lý hơn. Bởi vì mỗi lần bạo kích thì sát thương bạo tăng 27% kéo dài đến hết trận luôn, thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Và cuối cùng là một cái cực kỳ quan trọng, đó chính là thần thông. Thần thông thì thần thức này, thân thể, đạo pháp và ngự thú. Hình như nó dịch thuật sai một chút hay sao, bởi vì cái này liên quan đến thú thì đáng lẽ đây phải là ngự thú này. Thôi nhìn chung mình cứ gọi tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 là nó dễ dàng nhất đối với anh em nhá. Đầu tiên tầng 1 thì cái thần thông anh em chọn cho mình cái ba đầu 6 tay. Cái ba đầu 6 tay sẽ giúp cho chúng ta tăng được 14% sát suất bạo kích và 28% sát thương bạo là cái ngon lành nhất anh em ạ. Duy trì trong vòng 3 hiệp. Tất nhiên là anh em nhìn thấy con số 3 hiệp này nó hơi ít một tí, nhưng mà anh em nên nhớ là chúng ta có liên kích anh em nhé. Tức là trong một hiệp anh em có thể liên kích đến 4 phát. Đấy, mà trong 4 phát liên kích đấy mà lại nổ bạo kích nữa.
thì anh em nhân con số sát thương lên nó rất là nhiều rồi. Cái ân ký thì bởi vì ở cái tầng 1 đấy thì tất cả những cái ân ký nó thiên về phòng thủ, thế cho nên là anh em cứ chọn cái nào lực chiến cao thì chơi thôi. Nhưng mà cái ba đầu sáu tay này thì vẫn chưa tài đâu. Nếu như anh em vớ được cái thần thông cam, đây, xâm thần tam trọng này nó mới là ngon này. Khi gây sát thương cho mục tiêu có 10% xác suất gây gấp 2 và 3% xác suất gây gấp 3 lần sát thương. Đấy, cái này đi đánh boss nó mới sướng này anh em này. Mình chưa cần quan tâm đến cái gấp 3 lần sát thương nha, mà mình chỉ quan tâm đến 10% xác suất gây x2 sát thương đã. Anh em nhìn đến 10% nó ít thôi, nhưng mà kết hợp với cả liên kích thì cái tỷ lệ của nó lại tăng lên đấy. Ở tầng thứ hai này thì chúng ta có thể lựa chọn hai cái thần thông. Thần thông tím thì chúng ta có thể lựa chọn là Kim Kê Đề Minh. Mình thì mình thích cái này anh em ạ, bởi vì nó sẽ giảm cái khả năng kháng bạo, thì cái tỷ lệ xuất hiện bao kích của mình nó sẽ được nhiều hơn và sát sát thương gây ra nó sẽ cao hơn. Hoặc là anh em có thể lựa chọn cái phục ảnh, sau khi linh thú phóng kỹ năng lần đầu thì nhận được 13% thuộc tính liên kích và kháng liên kích, đồng thời là trừ cái liên kích của kẻ địch đi 13,2%, cũng như là kháng liên kích thì cũng bị giảm đi 13,2%. Chủ yếu là giảm 13,2% thì cái tỷ lệ xuất hiện liên kích của mình sẽ nhiều hơn. Còn về cái ấn ký ở cái tầng thứ hai này thì cũng hơi mang tính chất về thủ một tí. Và cái ấn ký ở cái tầng thứ hai này cũng thế, nó cũng không quá quan trọng, nên cho nên anh em có thể lựa chọn bỏ qua thuộc tính chiến đấu hay là cường hóa thuộc tính kháng đều được, miễn là cái ấn ký này cứ cái nào phẩm chất cao hơn, lực chiến cao hơn thì anh em trang bị. Nhưng có một lưu ý là khi mà chơi cái Kim Kê Đề Minh này hay là cái phục ảnh này thì bắt buộc chúng ta phải sở hữu em ong già hoặc là thanh long. Chứ còn nếu như anh em chơi ứng long giống như mình là không chơi được hai cái đấy đâu. Do là những cái thuộc tính này nó chỉ duy trì trong vòng 2 hiệp thôi. Thế mà em ứng long của mình tận 5 hiệp nó mới đánh thì dở hơi luôn đấy. Ở tầng thứ 3 thì chắc chắn là chúng ta phải sở hữu được cái diệt tâm ma chủng rồi. Cái này mỗi lần tấn công thi triển trạng thái yếu ớt lên mục tiêu, gây bạo kích sẽ đính kèm 50% sát thương. Đấy, anh em thấy ác liệt không? Mỗi tội là bây giờ nó vẫn đang bậc 1 thì cho nên là mình chưa trang bị thôi. Mình chỉ chờ đúng lên bậc 2 phát mình thay luôn cho cái phần tâm hỏa này ngay. Và ở tầng 3 này thì anh em chỉ cần trang bị cho mình cái diệt tâm ma chủng nha, không cần quan tâm đến cái thần thông cam. Ấn ký thì nếu có thể anh em vã cho mình hai cái cường hóa thuộc tính chiến đấu nhá. Nhưng nếu trong trường hợp là cái bỏ qua thuộc tính kháng của anh em nó cũng là một cái viên ấn ký xịn sò con bò thì trang bị vào giống như mình cũng chả sao. Thần thông ở tầng thứ 4 thì anh em tìm kiếm cho mình cái pháp thiên tượng địa. Cái này thì sẽ giúp cho chúng ta có khả năng là tấn công một lần bằng 160% công, tăng 25% bạo kích và sát thương bạo, duy trì trong vòng 3 hiệp. Nó cũng tương tự như cái ba đầu sáu tay thôi, duy trì trong vòng 3 hiệp. Thế nhưng mà anh em cứ nhớ rằng chúng ta kết hợp với cả liên kích thì cái tỷ lệ này nó sẽ ngon lành cái nào hơn. Đấy là lý do tại sao mà mình cũng khuyên anh em là nên ưu tiên một chút vào bạo kích. Bởi vì là trong cái phần thần thông thì mình có đến hai cái là liên quan đến bạo kích anh em nhá. Mỗi một môn phái nó có điểm mạnh riêng, và môn phái liên bạo này thì nó rất mạnh khi mà chúng ta đi đánh boss, khiêu chiến dị thú xâm lược. Thế cho nên anh em cứ build giống mình để có thể là đạt bảng xếp hạng cao nhá. Còn anh em đừng quan tâm đến cái việc là liên bạo phải đi PK, bởi vì cái đấy thì đã có môn phái né cũng như là môn phái choáng lo rồi anh em nhá. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ, và anh em muốn mình làm về môn phái nào nữa thì nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và nếu như anh em thấy video này hữu ích thì nhớ ấn like cũng như là cho mình xin một nút đăng ký nhá, để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hơn dành cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.